Xin chào tất cả các anh em đam mê câu cá. Xin chào các bác đam mê câu cá. Thì thứ bảy nhật là em nghỉ, giống như bên chuyển phát hàng của em, họ cũng nghỉ thứ bảy nhật. Bên bưu điện ấy thì họ cũng nghỉ thứ bảy nhật. Thì trong thứ bảy nhật em cũng nghỉ. Bác nào muốn mua hàng mồi câu, đồ câu các thứ, các bác để lại số điện thoại trên kênh của em, hoặc các bác nào đã biết số điện thoại của em rồi có thể lại tin nhắn cho em, các bác có thể chuyển tiền luôn. Đến thứ hai thì em sẽ xác nhận đơn hàng của các bác chuyển tiền lúc nào em sẽ nhận đơn hàng lúc đấy, và thứ hai em chuyển hàng đi. Đấy, còn không thì anh em nào chờ đợi lâu thì thứ hai chuyển tiền cho em cũng được, sau đó xác nhận đơn hàng và em chuyển hàng đi. Yên tâm là em đóng hàng chuyển cho các bác. Đấy, uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng phù hợp nhất có thể. Thế là các bác cứ yên tâm như vậy. Vì nhiều bác cũng đã lấy hàng của em rồi. Đấy. Các bác muốn mua đồ cần câu thứ loại nào em cũng có. Đấy, nhưng mà các bác phải để lại thông tin, địa chỉ cụ thể, đơn hàng, số điện thoại. Đấy, để khi em nhập hàng em hỏi người ta xong thì giá cả hết bao nhiêu thì em sẽ thông báo cụ thể. Chúc các bác câu được nhiều cá to nha. Và hôm nay Em sẽ chuyển một số đơn hàng của ngày hôm nay đi. Bác nào chưa nhận được hàng thì có thể lên trên YouTube để xem. Đấy. Và bác nào đã nhận được hàng thì các bác có thể nhắn tin hoặc gọi điện lại cho em để thông báo là đã nhận được hàng. Đấy, còn bác nào chưa nhận được hàng cũng thông báo lại với em. Đấy, để em biết, để em hỏi lại bên chuyển phát. Đây là bộ cần câu của bạn Nguyễn Thanh Sang, cũng bộ cần câu 1,5 triệu giống như bác lần trước đã lấy. Còn đây là của bác Nguyễn gì đây? Chu Quang Thắng. Đấy, bác lấy một Bọn chú Quang Thắng lấy một cần đai hoa, cần câu tay dài 5,4 m. và đây một bác nữa, đó là Vũ Hồng Công, địa chỉ Thái Nguyên đây. Cũng lấy một cần câu tay, cần câu đai hoa dài 5,4 m. Còn đây là Hàng của bạn Lộc Thường Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hàng của bạn Hoàng Văn Thảo ở Chương Mỹ, Hà Nội. Còn đây là hàng của bạn Ngô Văn Hướng ở Sơn La. Sáng nay và ngày đơn hàng em ra đi. kia